Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay Vân Long tôi có tới một cái xưởng của khách hàng các chị. Chúng tôi tiến hành bảo dưỡng cũng như là thay thế một số các cái linh phụ kiện cũng như là bảo dưỡng định kỳ cho một cái con máy nén khí trục vít của Mitsubishi. Lý do tại sao phải thay định kỳ cho máy nén khí thì quý anh chị, theo tôi nghĩ thì bây giờ các thông tin trên các cái phương tiện truyền thông người ta chia sẻ trên các nền tảng xã hội rất là nhiều. Nhưng mà tôi làm một cái video này để chia sẻ với quý anh chị là tại sao chúng ta phải thay thế định kỳ cũng như bảo dưỡng thường xuyên với đối với máy nén khí trục vít quý anh chị nhé. Cái thứ nhất là các cái độ bền của các linh phụ kiện như lọc tách dầu thì thường là hàng chính hãng thì nó sẽ được khoảng tầm 6.000 giờ các anh chị ạ. Nhưng mà phần lớn các cái dòng máy nén khí trục vít tại Việt Nam, đặc biệt là máy nén khí cũ ấy, thì thường là sẽ sử dụng các loại hàng OEM, tức là các hàng tương đương thay thế có xuất xứ từ một số các nước, nhưng mà phần lớn thì tôi khẳng định với quý anh chị là những cái phụ tùng cho máy nén khí lọc tách dầu ở Việt Nam thì phần lớn là của Trung Quốc, nên là thường là cái độ bền nó sẽ không được như hàng chính hãng, nhưng mà ít nhất nó cũng khoảng được từ 3 đến 4.000 giờ các anh chị. Đấy. Thì khi mà quý chị mà thay thế định kỳ, bảo dưỡng định kỳ dầu mỡ cũng như là lọc tách dầu, chăm sóc cái máy nén khí thường xuyên hơn thì cái độ bền của máy nén khí nó cũng sẽ tốt hơn, và hai nữa là máy cũng chạy cũng sẽ ổn định hơn. Và đây là một trong những cái lý do mà khách hàng của tôi rất hay thường xuyên bảo dưỡng định kỳ, cứ đến giờ là khách hàng yêu cầu chúng tôi bảo dưỡng thôi anh chị. Thì quý anh chị nhìn thấy trước màn hình quý anh chị, đây là cái phần dầu mà chúng tôi xả ra này. Đấy. Cái dầu này chúng tôi xả ra thì quý anh chị nhìn thấy nó keo như là gần như nhựa đường. Đấy. Rất là bẩn. Và cái dầu này thì khách đây trước đây cũng thuê, cũng đã thay thế được khoảng tầm 3-4 tháng trước anh chị. Các anh chị nhìn thấy nó rất là bẩn. Và theo cái kinh nghiệm của chúng tôi lâu năm làm trong ngành máy nén khí thì với những cái loại dầu mà tại thị trường Việt Nam cái độ bền thường là khoảng tầm 3.000 giờ các chị, có những loại dầu thì được 4.000, thậm chí có những loại dầu lên đến 8.000, nhưng mà nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái môi trường làm việc của máy nén khí nữa. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý chị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.